Thưa quý vị, từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng hơn 250 chuyến bay trên nhiều chặng nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau Tết Nguyên đán. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tập trung nguồn lực để tăng chuyến trên các đường bay nội địa. Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, các hãng hàng không nội địa dự kiến tăng 251 chuyến. Một số chặng bay tăng cao như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 48 chuyến, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 43 chuyến, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 26 chuyến, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 25 chuyến. Ngoài số chuyến bay tăng nêu trên thì các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép trong 4 ngày đạt 3.180 chuyến bay với hơn 667.000 ghế. Đi vào.